Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà tại phố Phú La. Với cái căn nhà này ấy, mọi người ạ, thì nó là thuộc Văn Phú Hà Đông Hà Nội, nó gần với lại Metro Hà Đông. Với cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại trung tâm hành chính quận. Với cái thông số nhà như sau, diện tích 37,3m², hướng nhà là hướng Bắc. Và cái thiết kế của ngôi nhà là 4 tầng, mặt tiền của ngôi nhà 4m4, mặt hậu 4m4. Căn nhà này vuông vắn, với cái ngõ trước nhà là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Với cái căn nhà này thì ưu điểm nó rất là gần với đường ô tô và nó gần với lại khu liền kề của Văn Phú mọi người ạ. Được hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của cái khu vực này mang lại. Nó rất là đầy đủ với những cái tiện ích chợ, trường, phường, trạm, trung tâm thương mại, trung tâm y tế. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn mọi người ơi. Với cái hướng nhà là hướng Bắc và thiết kế cái phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là một lớp cửa gỗ, rất là an toàn và chắc chắn. Thiết kế 4 tầng, mặt tiền 4m4, rất là rộng. Và thiết kế của căn nhà như sau. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản về căn nhà này đã xong hết về hệ thống trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, sơn gạch lát nền. Gạch lát nền của ngôi nhà này thì kích thước gạch là 60-60 vân đá. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này, Ngói vừa chia sẻ rồi, nó cách với lại vị trí đường ô tô 50m. Giá chào bán vô cùng hợp lý với cái khu vực Văn Phú này, diện tích rộng 37,3m, giá chào bán 3.520.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ngói đang đứng ở đây, đó là phần phòng khách của ngôi nhà. Đấy, thiết kế như thế nào thì em sẽ quay và review cho quý vị khách hàng xem y như vậy nha. Với dự án này ấy, thì đã 4 căn và bán 3, chỉ còn duy nhất một căn nhà này thôi mọi người ạ. Đó. Và tiếp theo của cái phần tầng 1 là đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái căn nhà vuông vắn, diện tích rộng và ở cái vị trí này thì nó rất là hiếm mọi người ạ. Bởi vì trước đó Ngọc Ánh quay một căn nhà ở Văn Phú thì là diện tích của nó chỉ được 32m² thôi. Và cái căn nhà này thì nó là 37,3m cơ. Và đây là toàn bộ cái hệ thống bếp của ngôi nhà này. Thiết kế toàn bộ là tủ gỗ sồi, màu nó rất là trẻ trung, xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp. Đây. Mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay. Đấy, chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304, căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt, sổ đỏ riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng, hỗ trợ vay ngân hàng tới 80% giá trị căn nhà. Với phần tầng 1, ngoài ra ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ công năng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang này mọi người có thể nhìn thực tế. Cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên, mặt bậc của bậc cầu thang đi lên thiết kế là ốp đá đen cổ trắng. Với cái căn nhà này thì cầu thang giữa như này thì chắc quý vị đã hình dung ra được ở trên tầng 2, tầng 3 thiết kế như thế nào. Đó, thì mời mọi người theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà, cầu thang thiết kế ở giữa, nhà vệ sinh thiết kế ở giữa, căn nhà này thiết kế như sau. Hai phòng ngủ thoáng trước sau quý vị ạ. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ của ngôi nhà. Ban công mở hướng ra được bên ngoài. Với cái thiết kế tầng 2, tầng 3 là chia hai phòng ngủ, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, rất là hợp lý. Vị trí của Ngoái xin nhắc lại, nó là thuộc Văn Phú, Hà Đông mọi người nha. Rất là gần với lại khu biệt thự liền kề Văn Phú. Nó cách với lại khu biệt thự nó khoảng tầm 100m thôi. Là ra tới 50m là ra tới đường chính đây, nhà vệ sinh ở phía bên trong. Với cái phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng quá là đầy đủ. Phòng vệ sinh cũng khá là rộng, bồn cầu, lavabo. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cái cửa thông phòng của ngôi nhà thì thiết kế là cửa gỗ lim. Đây. Với cái thiết kế căn nhà này đơn giản nhưng mà lại nhìn nó rất là thoáng ấy mọi người. Bởi vì cái cơ bản nhất của cái căn nhà này là cái mặt tiền của nó rộng 4m4. Với thiết kế không cần phải thiết kế theo cái trần thạch cao các thứ mọi người ạ. Ở phía dưới tầng 1 thì có nhưng mà trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế là trần thường thôi. Phòng vệ sinh và sau đây mời theo em vào cái phòng ngủ tiếp theo, phòng bên trong của ngôi nhà. Đây, phòng bên trong đây, cửa sổ thông thoáng,
trước sau, tất cả đều đầy đủ cho mình ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó. Tầng 2 là hai phòng ngủ. Mời mình theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 như vậy. Với cái căn nhà này ấy, thì nó có 4 phòng ngủ riêng biệt lên tới tầng 3 rồi. 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Ở dưới tầng 1 thì là phần phòng khách và phần phòng bếp. Đó. Giá chào bán 3 tỷ 520 triệu đồng. Hỗ trợ vay ngân hàng 80% giá trị của căn nhà. Từ vị trí căn nhà này thì nó có rất là gần với lại một số cái tòa chung cư lớn. Tòa chung cư Victoria, Văn Phú, Zeka Park. Nó chung xung quanh ngập tràn tiện ích quý vị ạ. Chợ trường, phường trạm đầy đủ. Mời mình theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên tầng 4 này, chủ nhà thiết kế riêng cho mình một căn phòng riêng. Quý vị ở đây có thể để làm phòng thờ, phòng ngủ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên, ở đây quý vị có thể nhìn thực tế tất cả các phòng đều được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ cho mình cái ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi. Và tầng 4 ở đây, đây quý vị có thể lắp thêm bồn cầu, có thể lắp thêm lavabo, còn không thì quý vị có thể lắp máy giặt ở trong này là hợp lý. Và phần còn lại là phần sân phơi khá là rộng. Đấy. Với một căn nhà 4 tầng, diện tích 37,3m, hướng nhà là hướng Bắc, vị trí Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Nó đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trung tâm hành chính quận Hà Đông. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Hoàng Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.